Vào sáng hôm qua, người dân phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông Phan Văn Sự nên đến kiểm tra. Phát hiện ông Sự và vợ Trần Thị Gọn cùng con gái Phan Liên Khương đang mang song thai gần tới ngày sinh tử vong trong tình trạng phân hủy nặng. Gần đây ổng thì nào giờ ổng không có chơi với ai hết trơn á. Đóng cửa tối ngày, người dân ở đây còn không biết nữa. Lâu lâu ổng mới đi chạy ngang đây đi nhà phấn một lần vậy nè. Thành ra ổng chết thì không ai hay hết trơn. Hàng xóm của nạn nhân cho biết, vài ngày trước còn thấy con rể của ông Sự là Bùi Vũ Khoa, ngụ thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu xuất hiện tại địa phương. Người con rể còn mời một vài người đến nhậu. Cách đây 4 ngày, con gái thứ ba gọi điện thoại cho ông Sự nhưng Khoa bắt máy và cho hay ông Sự đi du lịch ở Cần Thơ. Nói chung là mình cái này mình mới phát hiện ra là cũng hơi hoang mang, mà cái này là thuộc về nó chấn động, mình thấy nó không được bình thường. Đến chiều cùng ngày, công an tỉnh Cà Mau cho biết đang tạm giữ hình sự Bùi Vũ Khoa là nghi phạm trong vụ thảm án này. Nghi phạm Khoa là chồng sao của con gái chủ nhà, kém vợ 15 tuổi. Qua điều tra ban đầu, Khoa khai nhận do sống cùng với nhà vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đến điểm mâu thuẫn vào tuần trước, Khoa đã siết cổ mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí sát hại cha vợ. Sau khi gây án, hung thủ đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn.